Nguyễn Hoàng xin chào cô chú anh chị. Thì hiện tại em đang đứng ở trục đường Gò Sòi nè cô chú anh chị ha. Đây là mặt tiền đường của đường Gò Sòi. Hướng này nè cô chú anh chị, mình đi thẳng ra luôn á, mình sẽ ra được cái đường Lê Văn Quế, mặt tiền đường Lê Văn Quế nha. Còn hướng ngược lại nè. Ngược lại này á thì cô chú anh chị đi thẳng ra thì mình sẽ ra được Tân Kỳ Tân Quý. Và cái vị trí của ngôi nhà mà em sắp giới thiệu cho cô chú anh chị thì hiện tại đang thuộc một sẹt của đường Gò Sòi này cô chú anh chị ha. Hướng này mình đi khoảng chừng 150m nữa thôi là mình sẽ ra ngay chợ Lê Quân Quế, chợ Gò Sòi luôn nha cô chú anh chị. Ngay chợ Gò Sòi luôn. Gò Sòi này được một cái là có hai khúc chợ nha cô chú anh chị. Hướng đi thẳng xuống một tí có một cái ngôi chợ. Và đi lên một tí ở trên này nữa cũng có một vị trí chợ nữa cô chú anh chị ha. Ở phía dưới này á thì chợ đông đúc hơn. Thì ngôi nhà em sắp giới thiệu cho cô chú anh chị thì căn nhà này diện tích là ngang 4, dài 17. Và được chủ thiết kế là một trệt 3 lầu. Với cái công năng sử dụng của ngôi nhà này là 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh cô chú anh chị nha. Đó, và giờ em sẽ đi thẳng vào bên trong ngôi nhà này cho cô chú anh chị xem. Nhà mình thì được cái là xe hơi vào tận nhà thoải mái luôn. Nhà mình thì chỉ cách 1-2 căn nhà là tới thôi cô chú anh chị ha. Một sẹt đường Gò Sòi. Hẻm này là hẻm 171 đường Gò Sòi nha cô chú anh chị. Đó, 171. 71 là mình đi vào thẳng bên trong này nè. Là hẻm 171 đường Gò Sòi. 71 sẹt 3. À, là 71 sẹt 3 cách một căn mặt tiền và một căn trong hẻm này là tới sẹt 3. Đây. Đây hai căn nhà của mình đây. Thì hiện tại em sẽ giới thiệu cái căn bên này trước cho cô chú anh chị xem nha. Đó, cái mẫu mã của căn bên này trước thì hai căn là hai căn riêng biệt và được sử dụng là tường riêng hết. Đó, và với lại cái kết cấu và mẫu mã thì hai căn đều là hai căn khác nhau hết cô chú anh chị nha. Nhà mình thì được cái là ngang 4 dài 17 mét luôn và được thiết kế là một trệt 3 lầu với cái công năng sử dụng là 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Nhà thì hiện tại đang nằm ở hướng bắc thuộc đông Tuyết Trạch. Đó, đường trước nhà thì cô chú anh chị cũng sẽ thấy khúc ngay đây nè, khúc ngay đây thì nhà mình với cái đường trước nhà là rộng tầm 4,5m đến 5m, còn khúc ở đằng kia thì rộng tầm 4 đến 4,5m nha cô chú anh chị ha. Khoảng chừng là 4,5m. Tại vì do hai bên nhà có để cây cối nhìn nó hơi bị hẹp thôi, chứ mà mình vô tới đây thì nó rộng nè. Ở đây thì rộng rãi luôn nè. Đó. Với cái mức giá là 6 tỷ 9 nha cô chú anh chị. Nhà này được chủ chia sẻ với mức giá 6 tỷ 9. Đó, nhà thì có hai lớp cửa nè, một lớp cửa sơn đồng với lại một lớp cửa nhôm này phía bên trong này cô chú anh chị nha. Đó, nhôm phía bên trong này. Ở đây là khoảng phòng khách này cô chú anh chị. Đó, khoảng phòng khách. Nhà mình là ngang 4 dài 17. Ở khoảng phòng khách này rất là dài luôn. Đó. Bên phải của em á là gạch thì ốp phun trần. Bên này á, thì gạch ốp tầm 1,5m đến 2m nè. Ở trên á, nhà mình thì có đó, có hoa văn nè. Đó, rất là đẹp. Thêm vào đó là một cái bộ đèn chùm và kết hợp là quạt trần luôn nha cô chú anh chị ha. Đó, hệ thống chiếu sáng đồ đầy đủ hết. Nhà mình được cái là rất là đẹp luôn. Kệ tủ cũng đã được trang trí sẵn rồi. Đó, này là ốp gạch tầm 2m nha cô chú anh chị ha. 2m hơn. Đó, chống dơ. Đó, nhà mình có con nhỏ hay bám hay dịnh thì nó cũng đỡ dơ hơn. Mình này mình chỉ cần lau lại thôi là nó sạch rồi. Nó sạch tân luôn cô chú anh chị. Đó, thì hồi nãy em cũng đã chia sẻ với mức giá là căn nhà này chủ chia sẻ với mức giá là 6 tỷ 9 nha cô chú anh chị. 6 tỷ 9 vẫn còn thương lượng cho cô chú anh chị thiện chí nha. 6 tỷ 9. Nhà thì ngang 4 dài 17 được thiết kế là một trệt 3 lầu luôn cô chú anh chị ha. Đó, rất là đẹp luôn. Nhà thì có 5 toilet luôn nè. Ở dưới đây có một toilet nữa cô chú anh chị. Đó, một toilet ở phía dưới nè.
Đó, đây là, còn bên đây đó là có khoảng không gian bếp. Ở đây thì mình để kệ, để bàn ghế ở đây. Đó. Còn tủ lạnh thì mình để khúc bên này. Đó, tủ lạnh, không gian tủ lạnh có ha, có thể mình để hai bên, bên nào cũng được. Ở bàn sau á thì sẽ có một cái ô giếng trời. Đó, ô giếng trời nha cô chú chị. Ô giếng trời ở đây nè. Đó, khoảng không gian ô giếng trời thoáng mát. Và cũng được bao quanh bởi những cái khung sắt nè. À, cô chú anh chị thấy không? Bao quanh bởi những cái khung sắt rất là cứng cáp luôn. Và chắc, chắc nịch luôn cô chú anh chị ha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Đó, khung sắt đây nè cô chú anh chị. Thì căn nhà với diện tích là ngang 4 dài 17 và được chủ chia sẻ với mức giá là 6 tỷ 9 nha cô chú anh chị. 6 tỷ 9, giá này thì vẫn còn thương lượng cho, và mình gặp trực tiếp chủ mình thương lượng giá cả luôn cô chú anh chị ha. Ở trên lầu 1 á, thì được chủ thiết kế là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, mỗi phòng đều có một nhà vệ sinh riêng biệt hết. Đó. Nhà thì được thiết kế với cái tông màu là tông màu dịu, rất là dịu luôn cô chú anh chị. Đây là phòng phía bên bên trong nè. Đó, phòng phía bên trong đây. Nhà mình thì đường ống máy lạnh đồ thì đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Chỉ có điều là nhà mình không có nội thất thôi. Nhà mình là nhà trống, không có nội thất. Đó, còn ô giếng trời thì nhà mình có đầy đủ hết, có một cái khoảng không gian giếng trời phía sau rất là thoáng mát luôn. Đó, như chẳng hạn như cô chú anh chị cũng sẽ thấy nè, phía sau nè. Đó, là một cái khoảng không gian của ô giếng trời tầm gần 1 mét luôn. Đó. Còn phía trước này là một phòng master rất là rộng. À, với được trang trí những cái nội thất ở trong cái toilet thì rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Đó, như cô chú anh chị cũng sẽ thấy nè, bồn cầu lavabo gương soi và hệ thống đèn chiếu sáng của gương soi luôn nè, có sẵn luôn. Đó. Còn vòi sen thì được thiết kế vòi sen massage. Đó, mình đi vào thẳng vào bên trong này nữa thì mình sẽ thấy nè, khoảng không gian của phòng nè, phòng master nè, rất là rộng luôn. Đường ống máy lạnh thì cũng đã được thiết kế sẵn cho cô chú anh chị luôn rồi nha. Đó, thêm một bộ rèm cửa nữa. Đó, bộ rèm cửa tông màu tím. Nhà ngang 4 dài 17, xe hơi vào tận nhà thoải mái. Nhà mình có một cái ban công nho nhỏ phía trước nè. Đó, một cái ban công nho nhỏ tầm 1 mét nha cô chú anh chị ha. Gạch này gạch 80. Có lan can được thiết kế bằng lan can bằng nhôm. Đó, lan can là lan can nhôm nha cô chú anh chị. Nhôm nguyên khối. Đó, rất là đẹp luôn. Với cái những cái mẫu mã hoa văn ở trên cái lan can đó, được thiết kế rất là đẹp. Đó, giờ em sẽ đi thẳng lên lầu 2 cho cô chú anh chị xem nha. Lầu 2 thì cũng đã được thiết kế với cái cũng là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Còn cái mẫu mã thì giờ em sẽ cùng cô chú anh chị lên tham quan nha. Đây, lầu 2 đây. Lầu 2. Đó, lầu 2 bố cục và cái có điều là cái miếng dán tường nó sẽ khác cô chú anh chị thấy không, miếng dán tường sẽ khác. Ở trong đây thì khoảng không gian của toilet nè. Đó, bồn cầu lavabo gương soi rồi đầy đủ hết cô chú anh chị. Phía này thì được thiết kế là ô giếng trời, lấy không khí bên ngoài vào thoáng mát, giúp cho ngôi nhà mình nó mát mẻ hơn. Còn cái phòng phía ngoài, toilet ở phòng phía ngoài thì được trang trí nổi bật hơn và đẹp hơn và sang trọng hơn. Đó, với cái những cái nội thất như bồn cầu lavabo gương soi đều là thiết trang bị rất là đẹp của chú anh chị ha. Đó, phòng này rất là rộng, này mình có thể làm được hai giường luôn, có thể làm được hai giường vào những cái bộ kệ tủ nữa, giường đôi. Đó, vẫn có một cái ban công nho nhỏ phía trước nữa nha cô chú anh chị. Đó, và kết hợp theo đó là lan can nhôm, lan can bằng nhôm. Đó, đường trước nhà này cô chú anh chị cũng sẽ thấy nè. Đó, đường trước nhà, phía trước nhà mình là rộng tầm 5m đến 5m rưỡi luôn á cô chú anh chị. Còn khúc ở trên phía dưới đó là thì tầm 4m đến 4m rưỡi cô chú anh chị ha. Thì xe hơi mình có thể vào tận nhà thoải mái luôn. Cô chú anh chị cứ yên tâm nha.
đậu trước cửa nhà vẫn được luôn, vẫn còn dư một cái khoảng để xe hơi đi ngang qua luôn. Còn tiếp theo em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị lên cái lầu 3. Lầu 3 thì được thiết kế là sân thượng. Sân thượng thì sẽ có phòng thờ và sân thượng trước và sau. Đó. Đây là cái khoảng không gian mà để máy giặt nè. Khoảng không gian để máy giặt. Đó. Để máy giặt ở đây mình phơi đồ ở đây. Còn khoảng sau này thì mình đó. Sau này thì mình thiết kế phơi đồ hoặc là mình trồng cây cảnh rất là đẹp luôn. Đó, cũng đã được bao quanh bởi những cái khung sắt rất là an ninh. Với lại nhà mình được cái là mình làm một cái ô giếng trời ở giữa. Ô giếng trời ở sâu đít á. Nó giúp nhà mình thoáng hơn cô chú anh chị ha. Thì cái mức giá là 6 tỷ 9 nha cô chú anh chị. Nhà ngang 4 dài 17, được thiết kế một trệt 3 lầu, công năng sử dụng 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Nhà mình thì có phòng thờ. Phòng thờ ở trên lầu 3. Đó, phòng thờ ở trên lầu 3 nè. Đó, có cái khoảng sân thượng phía trước luôn. Đó, đây là khoảng sân nè. Đó, cô chú anh chị thấy đẹp chưa? Lan can bằng nhôm. Đó, thì em xin thông báo lại căn nhà này ngang 4 và 17. Được chủ thiết kế là một trệt 3 lầu, công năng sử dụng 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Và nhà thì hiện tại đang nằm ở hướng Bắc, thuộc Đông Tứ Trạch. Và chủ chia sẻ với mức giá là 6 tỷ 9. Giá này thì vẫn còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ luôn. Cô chú anh chị nào mà yêu mến, thích căn nhà này thì liên hệ em để sở hữu nha. Và giá cả thì mình qua trực tiếp chủ mình thương lượng nha cô chú anh chị. Đó. Nhà pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng chính chủ. Đó. Nhà đã cắt lộ giới sẵn luôn rồi, nhà mới xây, mới hoàn toàn, chưa ai ở. Nên cô chú anh chị cứ yên tâm nha. Đó. Rất là cứng cáp luôn với và được sử dụng với những cái nội thất rất là sang trọng. Thì cô chú anh chị nào yêu mến, thích căn nhà này thì liên hệ em nha. Và em xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.